Thời điểm 23 giờ 40 ngày 25 tháng 2, thang máy chung cư có một nam và một nữ. Người nam lườm người nữ rồi sau đó bước ra khỏi thang máy. Bất ngờ người này quay trở lại rồi có hành vi bạo hành, đánh đá, nắm tóc, đập đầu người phụ nữ vào vách thang máy rất tàn nhẫn. Ngoài ra, người này còn có hành vi đá cửa thang máy khiến thang máy bị hư ngưng hoạt động. Ban quản lý chung cư Trung Đông Plaza đã kiểm tra camera thì phát hiện vụ việc nên mời người đàn ông là chủ căn hộ tại chung cư xuống làm việc, nhưng người này chưa chịu bồi thường.